Mến chào các em học sinh khối 7 đến với tiết ôn tập môn ngữ văn. Hôm nay cô và các em sẽ ôn tập tiết cuối cùng, tổng kết, ghi nhớ, củng cố lại những nội dung đã ôn tập. Ở 4 video trước, các em đã được ôn tập rất kỹ ở từng nội dung cụ thể. Ở video này, chúng ta cũng hệ thống lại ở 4 phần lớn sau. Phần thứ nhất là phần văn bản. Phần thứ hai là phần tiếng Việt. Phần thứ ba là phần tập làm văn. Và phần cuối cùng là cô sẽ giới thiệu cấu trúc đề thi. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần cụ thể. Đầu tiên, phần văn bản. Chúng ta có 4 thể loại lớn. Thứ nhất là về văn bản tục ngữ. Trong văn bản tục ngữ có 2 loại, đó là tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất và tục ngữ về con người và xã hội. Thứ hai, ở văn bản nghị luận. Ở thể loại nghị luận, chúng ta tìm hiểu ở 3 tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất là Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, tác giả Hồ Chí Minh. Tác phẩm thứ hai, Đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả Phạm Văn Đồng. Và tác phẩm cuối cùng là Ý nghĩa văn chương, tác giả Hoài Thanh. Thể loại thứ ba đó là truyện ngắn hiện đại. Với truyện ngắn hiện đại, chúng ta sẽ tìm hiểu ở tác phẩm Sống chết mặc bay của nhà văn Phạm Duy Tốn. Và thể loại cuối cùng đó chính là văn bản nhật dụng. Với tác phẩm Ca Huế trên sông Hương của tác giả Hà Ánh Minh. Vậy với các tác phẩm này, chúng ta cần nắm những vấn đề gì? Các em lưu ý cho cô, cần với phần văn bản, các em cần tập trung vào các nội dung sau. Thứ nhất là xác định được thể loại, phương thức biểu đạt của tác phẩm. Thứ hai, nắm được tác giả, tác phẩm. Thứ ba, học thuộc lòng các câu tục ngữ giáo viên yêu cầu và tóm tắt được tác phẩm. Thứ tư là các em nắm được nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đó là những vấn đề mà các em cần lưu ý trong phần văn bản. Chúng ta sẽ sang phần 2, đó là phần tiếng Việt. Vậy thì ở phần tiếng Việt, các em cần chú ý ở những mảng kiến thức nào? À, các em quan sát lên màn hình. Ở phần tiếng Việt, các em cần lưu ý cho cô ở những kiến thức sau. Thứ nhất, câu rút gọn. Thứ hai, câu đặc biệt. Thứ ba, thêm tráng ngữ cho câu. Thứ tư, chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động. Thứ năm, dùng củng chủ vị để mở rộng câu. Thứ sáu, liệt kê. Thứ bảy, dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy. Và cuối cùng là dấu gạch ngang. Với phần tiếng Việt này, các em cần nắm vững những nội dung sau. Đầu tiên, các em cần hiểu rõ và nắm được khái niệm, phát hiện được đơn vị kiến thức đã học trong một câu văn, một đoạn văn và nêu được công dụng của nó. Ví dụ, người ta cho các em một đoạn văn và yêu cầu các em hãy xác định rằng trong đoạn văn đó có sử dụng tiểu câu hoặc là biện pháp nghệ thuật gì. Và sau khi các em xác định được nó đoạn văn đó hoặc là câu văn đó sử dụng kiểu câu hoặc biện pháp nghệ thuật gì rồi, thì đề nghị các em, yêu cầu các em phải nêu được công dụng của nó. Tiếp theo là các em phải ôn lý thuyết, biết vận dụng lý thuyết đã học vào trong bài tập, xem lại các bài tập ở trong sách giáo khoa. Đó là phần tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sang phần 3, phần tập làm văn. Đây là một phần rất là quan trọng và chiếm số điểm lớn nên các em cần phải lưu ý thật kỹ cho cô. Ở phần tập làm văn này thì chủ yếu là văn nghị luận.
Vậy thì ở phần văn nghị luận, các em cần lưu ý những vấn đề nào? À, các em cùng quan sát lên màn hình cho cô ha. Các em cần phải tìm hiểu đề, biết cách tìm hiểu đề, xác định được trọng tâm của đề, xây dựng được hệ thống luận điểm và luận cứ. Tiếp theo là các em có năng lực thực hành viết được bài văn, xây dựng được bố cục hợp lý, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc và chặt chẽ. Thứ ba là cần có năng lực vận dụng một số phép lập luận như giải thích, chứng minh, vân vân khi tổ chức xây dựng đoạn văn hoặc bài văn nghị luận. Tiếp theo, các em cần biết liên kết câu, liên kết đoạn văn trong văn bản, biết phối hợp hài hòa, hợp lý các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm trong bài văn nghị luận. Như vậy là chúng ta đã tổng hợp lại tất cả những mảng kiến thức cần ôn tập. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các em về cấu trúc của đề thi. Đề thi của chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần đọc hiểu. Phần thứ hai là phần làm văn. Trước khi đi giới thiệu từng phần cụ thể thì cô có một lưu ý các em cần nắm cho cô. Đó là khi các em nhận đề thi thì việc đầu tiên là các em cần phải đọc thật kỹ đề để biết đề yêu cầu chúng ta làm những gì. Tránh việc không đọc kỹ đề khiến cho chúng ta sẽ làm bài sai. Các em nhớ thật kỹ cho cô nhé. Rồi chúng ta quay lại. Cấu trúc đề thi thì phần thứ nhất là chúng ta có phần đọc hiểu. Phần này sẽ chiếm 3 điểm. Trong phần đọc hiểu này, chủ yếu là tập trung vào văn bản và tiếng Việt. Ví dụ, người ta sẽ cho các bạn một đoạn trích và yêu cầu các bạn có thể là xác định tên văn bản, thể loại, tác giả. Thứ hai là xác định nội dung của đoạn trích. Thứ ba là xác định được đơn vị kiến thức tiếng Việt đã học trong đoạn văn hay trong câu văn và nêu được công dụng của nó. Đấy, tất cả những cái điều này là các em phải nắm vững và làm được. Và lưu ý cho cô là câu hỏi hỏi nội dung gì thì các em trả lời nội dung đó, tránh lan man, lạc đề. Phần thứ hai đó chính là phần làm văn. Phần làm văn này sẽ chiếm 7 điểm, trong đó có 2 câu. Câu thứ nhất là câu viết đoạn văn. Câu viết đoạn văn chiếm 2 điểm. Ở câu viết đoạn văn, yêu cầu các em phải đọc thật kỹ đề, xác định được nội dung của đề. Và khi viết thì cần phải đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn, biết thể hiện kỹ năng, năng lực tạo lập đoạn văn, trình bày sạch sẽ, suy nghĩ phải chân thực và đặc biệt là tránh việc sai lỗi chính tả, dùng từ không phù hợp. Thứ hai, đó là viết bài văn nghị luận. Viết bài văn nghị luận sẽ chiếm 5 điểm. Ở phần viết bài văn nghị luận này, yêu cầu các em cũng cần phải đọc thật kỹ đề, nên lập dàn ý trước khi làm để tránh sót ý, xác định trọng tâm đề, để hỏi cái gì, yêu cầu chúng ta bàn luận cái gì. Các em cần phải xác định rõ trọng tâm. Và khi viết, cần đảm bảo cấu trúc của một bài văn. Cấu trúc của một bài văn thì chúng ta đã biết là gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Các em cần có kỹ năng tạo lập văn bản, biết kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm trong bài văn nghị luận. Và chú ý trình bày sạch sẽ, không sai lỗi chính tả, dùng từ phù hợp. Trên đây là những lưu ý và những gợi ý cũng như là hướng dẫn của cô để giúp các em ôn tập và làm bài tốt hơn.
Cô hy vọng các em sẽ ôn tập tốt và làm bài thật tốt. Chúc các em thành công và gặp nhiều may mắn. Tạm biệt các em.